Đối với bài 6, chúng ta sẽ thực hiện là liệt kê 5 mặt hàng có số lượng xuất kho nhiều nhất. Như vậy các bạn thấy có liên quan đến số lượng là 5, thì chúng ta sẽ nhớ đến ngay là sử dụng limit ha. Đơn giản là chúng ta sử dụng limit. Còn những bài toán mà chúng ta suy nghĩ phức tạp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những câu lệnh kép. Còn bây giờ chúng ta làm theo hướng đơn giản trước. Chúng ta sử dụng limit để chọn 5 record đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ liệt kê 5 mặt hàng, như vậy có mã mặt hàng, tên mặt hàng và số lượng xuất kho. Như vậy thì mặt hàng thì nó nằm bên hàng hóa và số lượng xuất kho thì nó sẽ nằm bên phiếu xuất chi tiết. Nằm bên phiếu xuất chi tiết. Đây, hàng hóa và phiếu xuất chi tiết là bên số lượng. Như vậy chúng ta sẽ liên kết hai bảng. Các bạn sẽ select sau from hàng hóa, rồi in zone với lại phiếu xuất on hàng hóa chấm mã hàng hóa bằng phiếu xuất chấm chấm chi tiết, chứ chỗ này là chi tiết phiếu xuất các bạn, chi tiết phiếu xuất chấm mã hàng hóa. Rồi ở phía bên trên này chúng ta sẽ bắt đầu chọn là chi tiết phiếu xuất chấm mã hàng hóa, cái nào cũng được các bạn, cái nào nó cũng chỉ là một thôi. Phải hàng hóa chấm tên hàng hóa và số lượng xuất kho. Như vậy chúng ta sẽ dùng sum của số lượng, và nếu như mà có dùng sum thì chúng ta cần đến group by. Vậy chúng ta sum theo cái gì? Sum theo số lượng và điều kiện của chúng ta là theo mã hàng hóa. Đó, group by mã hàng hóa. Rồi nếu chúng ta chỉ làm như thế này đến đây thôi thì dữ liệu của chúng ta ra là mã hàng hóa, tên hàng hóa và số lượng. Số lượng của chúng ta không có sắp theo thứ tự cho nên chúng ta rất là khó để chọn ra 5 cái sản phẩm mà có số lượng xuất nhiều nhất. Chỗ này chúng ta sẽ đổi tên nó thành bí danh là số lượng xuất. Rồi ở đây chúng ta sẽ thêm một cái nữa là order by sum sum và chúng ta sẽ lấy limit 5. Ừ, như vậy thì chúng ta đã có được kết quả là 5 sản phẩm. À, chỗ này chúng ta order by nhưng mà chúng ta để như vậy tức là tăng dần. Vậy chúng ta phải sắp xếp giảm dần nó mới đúng nha. Đây, 5 sản phẩm có số lượng bán chạy nhất. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài số 6. Liệt kê 5 mặt hàng có số lượng xuất kho nhiều nhất. Được chưa nào? 5 mặt hàng số lượng xuất kho nhiều nhất.